Sứ mạng em đây là hai cái bàn ủi hơi nước cầm tay của hai thương hiệu thông dụng trên thị trường. Một cái là Xiaomi, cái này là Xiaomi và cái này là Lock & Lock anh em. Hai cái mẫu mã này mình thấy anh chị em xài khá nhiều và mình tiếp nhận xử lý nhiều. Thì sau một thời gian dài sử dụng bàn ủi hơi nước cầm tay loại nhỏ như thế này rất thuận tiện, chúng ta mang đi du lịch hoặc là ủi đồ với số lượng ít vân vân, thì nó sẽ gặp một trong những lỗi hay xuất hiện nhất, đó là tình trạng không ra hơi anh em ạ. Không ra hơi thì một cái bàn ủi hơi nước cầm tay ủi bằng hơi nước mà nó không ra hơi thì coi như chúng ta đâu có sử dụng được nữa. Hôm nay cả hai cái máy đều đã được sửa xong, đầu tiên chúng ta test một xíu, chúng ta xem nó vận hành như thế nào nha. Thịt đang đặt cái góc quay nghiêng nên là anh em chịu khó một xíu ha. Đó, anh em thấy hơi đã ra ha, với cái máy Xiaomi hơi đã ra đều rồi. Máy lóc lóc đây anh em, lóc lóc hơi cũng ra rồi nè ha. Rồi những cái lỗi trên dòng bàn ủi hơi nước cầm tay với cái dấu hiệu lỗi là không phun hơi, nó vẫn nóng nhưng mà anh em thấy nó không phun hơi thì đa số là liên quan đến hệ thống bơm. Và chúng ta giải quyết như thế nào cho nó bền bỉ, cho nó hiệu quả, đó là cái mấu chốt ở đây. Những cái mẫu máy này thì nó có nhiều mức giá trên thị trường, ở Thịnh sửa chữa cho anh em rất nhiều và mình luôn hướng đến cái sự tiết kiệm và bền bỉ đúng chất của một cái công tác sửa chữa ha. Nhiều khi anh em thấy những cái đồ nhỏ này anh em tưởng mình sửa xong là thôi, nhưng không, mình vẫn bảo hành cho anh em bình thường. Tại vì sao? Tại vì mình làm mình biết cái chất lượng của nó như thế nào đó. Cách làm của bên mình luôn là chỉnh chu và phục hồi cái máy về trạng thái như ban đầu. Mình không độ chế, mình không làm theo những cái mà giải quyết cái phần ngọn. Có những anh em độ chế sửa bàn ủi theo cách độ chế, anh em về người ta xài, anh em đâu có bảo hành gì đâu, xài về chừng mấy ngày tuần nó đứt bơm là xong, hư luôn đó. Mình không có làm kiểu vậy, nếu mà làm kiểu vậy thì mình đâu có dám bảo hành cho anh em. Cái gì nó cũng phải có cái logic của nó, lý do tại sao Thịnh sửa chữa Thịnh dám bảo hành là như vậy ha. Mình biết nó sẽ bền chứ đâu có ai mà biết máy mình làm ra không bền mà cứ đâm đầu vô bảo hành chi cho nó tốn thời gian công sức, đúng không anh em? Rồi ok, anh em nào cần sửa chữa bàn ủi hơi nước cầm tay anh em cứ liên hệ, thông tin mình sẽ để bên dưới. Bye bye anh em nha.